tuy an trụ trơn như học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh, tuy an trụ pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành bốn niệm trụ, học đạo Bồ Đề nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh, tuy hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, học đạo Bồ Đề nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh. Tuy an trụ thánh đế khổ học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh. Tuy an trụ thánh đế tập diệt đạo học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành sơ thiền học đạo bồ đề nhưng biết đạo bồ đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền học đạo bồ đề nhưng biết đạo bồ đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành từ vô lượng học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh, tuy hành bi hỷ xả vô lượng học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh, tuy hành định không vô biên xứ học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh, tuy hành định thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành tám giải thoát học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh, tuy hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh, tuy hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa, học đạo Bồ Đề, nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh, tuy hành tất cả pháp môn Đà La Ni, học đạo Bồ Đề. Nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành pháp môn giải thoát không học đạo bồ đề nhưng biết đạo bồ đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện học đạo bồ đề nhưng biết đạo bồ đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành năm loại mắt học đạo bồ đề nhưng biết đạo bồ đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành sáu phép thần thông học đạo bồ đề nhưng biết đạo bồ đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành mười lực phật học đạo Bồ Đề nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh, tuy hành bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, học đạo Bồ Đề nhưng biết đạo Bồ Đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành đại từ học đạo bồ đề nhưng biết đạo bồ đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành đại bi đại hỷ đại xả học đạo bồ đề nhưng biết đạo bồ đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành pháp không quên mất học đạo bồ đề nhưng biết đạo bồ đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành tánh luôn luôn xả học đạo bồ đề nhưng biết đạo bồ đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành trí nhất thiết học đạo bồ đề nhưng biết đạo bồ đề lấy vô tánh làm tự tánh tuy hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng học đạo bồ đề nhưng biết đạo bồ đề lấy vô tánh làm tự tánh